Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy Thánh Thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đây là lời ca tụng của Đức Mẹ dâng lên Thiên Chúa. Lời bài ca như toát lên một niềm vui sướng, hân hoan, một niềm vui tràn đầy ân sủng, niềm vui được cứu mang đấng cứu thế. Niềm vui ấy mẹ không giữ cho riêng mình, nhưng mẹ vội vã lên đường để chia sẻ cho bà chị họ là Elizabeth. Thật vậy, Đức Maria là người đầu tiên được Thiên Chúa cứu độ. Do đó, mẹ được Thiên Chúa giữ gìn khỏi tội tổ tông truyền, nghĩa là mẹ luôn sống trong ân sủng của Chúa. Bởi thế mẹ luôn mang trong mình niềm vui và muốn trao ban niềm vui ấy cho người khác. Với sự nhạy bén của đức ái, mẹ đã vội vã lên đường để sớm nhất có thể đem niềm vui ơn cứu độ cho người khác. Cách riêng với gia đình ông Zacaria. Và khi mẹ cất tiếng chào, thì hài nhi Gioan nhảy mừng vui sướng, vì chính giây phút ấy Gioan được gặp gỡ đấng cứu thế, đấng đang hiện hữu nơi cung lòng của Đức Mẹ. Trong ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng hôm nay, chúng ta học nơi mẹ tinh thần truyền giáo, tinh thần của một con người vội vã đem Chúa đến cho người khác. Chính sự vội vã của mẹ là cả một hành trình loan báo tin mừng ơn cứu độ. Bởi nơi mẹ không chỉ là thái độ yêu thương, quan tâm đến người khác, nhưng nơi mẹ chan chứa một tấm lòng chia sẻ, trao ban, cách riêng là trao ban niềm vui ân sủng của đấng cứu thế.
là người Kitô hữu, chúng ta noi gương mẹ, luôn sẵn sàng lên đường để đem Chúa đến cho người khác. Hơn nữa, luôn ý thức được tầm quan trọng của niềm vui ơn cứu độ. Nhờ đó, chúng ta luôn sẵn sàng quảng đại, dấn thân và trao ban cho người khác như mẹ đã trao ban cho gia đình ông Zacharia xưa. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận niềm vui ơn cứu độ. Đồng thời, xin cho chúng con biết noi gương mẹ, nhiệt thành đem Chúa đến với tha nhân. Amen.